hai thanh niên sáng sủa đẹp trai đã gặp và làm bạn với nhau trong trường cảnh sát. Khi hormone nhiệt huyết tuổi trẻ bộc phát trong người, thì hai người định đến quán bar kiếm một cô em xinh xắn. Nào ngờ trong quá trình đó, họ lại tận mắt chứng kiến một thiếu nữ bị bắt cóc. Từ đó, họ dần dần phát hiện ra một giao dịch buôn bán noãn trái phép trong thế giới ngầm. Để có thể cứu các cô gái bị hại ra ngoài, mà hai người đã mạo hiểm, bất chấp khả năng là họ sẽ bị đuổi khỏi trường. Cũng vì thế nên hai người đã bị cuốn vào một cơn bão vô hình. Chào mọi người, tôi là Review Phim đây. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người một bộ phim điện ảnh hành động phạm tội Hàn Quốc, Midnight Runners. Đại học Cảnh sát Quốc gia là trường đào tạo cảnh sát giỏi nhất Hàn Quốc. Những người tốt nghiệp từ trường này ra đều chức cao vọng trọng. Mỗi năm thì Tổng thống Hàn Quốc đều sẽ đến trường dự lễ tốt nghiệp. Thành tích học tập của Ki Jun rất tốt, nhưng hoàn cảnh gia đình lại nghèo khó. Trùng hợp là Đại học Cảnh sát Quốc gia lại không thu tiền học phí. Vậy nên anh mới đăng ký vào học trường này. Còn Hee Jun vốn có thể lựa chọn đăng ký học ở Viện Hàn Lâm Hàn Quốc. Nhưng cậu cảm thấy việc giam mình trong phòng thí nghiệm quá nhàm chán. Vậy nên cậu cũng đã chọn lựa trường Đại học Cảnh sát Quốc gia. Lúc này hai người vẫn còn là sinh viên mới vào trường. Mỗi ngày, họ phải đổ mồ hôi để tập luyện những bài tập ma quỷ mà giảng viên đưa ra. Ngày nào cũng tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Luyện tập vất vả thì không nói, đến cả thức ăn trong canteen cũng không nuốt nổi. Mỗi bữa tối chỉ có một bát cơm cùng hai miếng xúc xích. Dù thiếu thốn như thế, nhưng Hee Jun vẫn cho rằng xúc xích là thực phẩm gây ung thư. Nên cậu cũng nói thẳng là mình không bao giờ ăn xúc xích. Ki Jun thấy Hee Jun không ăn xúc xích thì anh cũng không khách khí nữa. Hai miếng xúc xích của Hee Jun rồi cũng rơi vào bụng anh. Nhưng Ki Jun chẳng thể nào ngờ được, chỉ vì hai miếng xúc xích này mà anh đã xém bị loại khỏi trường cảnh sát. Đây là bài kiểm tra cuối cùng trong đợt huấn luyện này. Nội dung kiểm tra là sinh viên phải chạy một vòng lên xuống ngọn núi này trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu nhiệm vụ này mà thất bại thì cũng xem như bạn không có duyên học trường này. Khi tiếng còi vừa vang lên thì tất cả mọi người đều xông thẳng lên núi. Nhưng trong lúc lên núi thì Hee Jun lại bị ngã trật chân. Dù cậu đã cố nhờ các bạn học khác giúp đỡ, nhưng họ lại nói rằng bản thân cũng chưa lo xong cho mình. Lúc này Ki Jun lại chạy đến. Hee Jun nói mình từng mời anh hai miếng xúc xích nên giờ muốn nhờ anh giúp mình. Điều này cũng đẩy Ki Jun vào trong thế khó. Hee Jun nói mình còn có thể mời anh ăn thịt bò nữa. Một kẻ không cưỡng lại sức hút của đồ ăn như Ki Jun đã bị lời mời kia làm lung lay. Anh quyết định sẽ cõng Hee Jun lên xuống núi. Không ngoài dự đoán, cả hai đều vượt quá thời gian quy định. Sau khi giáo quan nghe hai người giải thích xong, cô không những không trách phạt hai người, mà còn quay sang chỉ trích các sinh viên khác. Giáo quan đã nói rằng, cảnh sát phải là người đầu tiên xông vào khi người dân của mình gặp nguy hiểm. Vậy mà khi bọn họ nhìn thấy bạn của mình bị thương, mà họ chỉ lo lắng cho lợi ích của mình. Vì vậy thành tích của tất cả mọi người sẽ bị hủy bỏ. Bài kiểm tra sẽ bắt đầu lại ngay bây giờ. Không những thế, hai người còn được đặc cách cho qua bài kiểm tra. Cứ như vậy, Ki Jun và Hee Jun đã chính thức đặt chân vào trường cảnh sát. Hai người cũng dần trở thành anh em tốt của nhau. Hai năm trong trường cảnh sát trôi qua nhanh chóng. Trong hai năm nay thì Ki Jun và Hee Jun cũng trải qua một cuộc sống khô khan khắc nghiệt. Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau đi tập. Cả hai cũng dần dần cảm thấy chán cuộc sống khô khan như thế này. Họ muốn bổ sung thêm chút vitamin tình yêu cho đời tươi mới. Nhưng trường cảnh sát thì nam nhiều nữ ít. Việc tìm được đối tượng yêu đương lại càng khó hơn. Họ đi đâu cũng thấy bạn học đều có bạn gái xinh đẹp cả. Nên Ki Jun và Hee Jun đều sinh ra cảm giác ngưỡng mộ và ghen tị. Trong một buổi tập karate, Ki Jun đã dùng vũ lực ép hỏi một cậu bạn về chuyện tìm bạn gái. Sau đó anh được biết hai người kia quen biết nhau trong một quán bar. Vậy nên hai người bắt đầu trải chuốt rồi còn đi mượn đồ của bạn mặc. Cả hai đều ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ cần đến quán bar thì sẽ tìm được bạn gái xinh đẹp. Sau khi đi đến một quán bar ở phố đèn đỏ thì cả hai đã bị bầu không khí náo nhiệt ở đây lây nhiễm. Nhưng những cô em xinh đẹp gợi cảm lại chẳng thèm để mắt đến hai người. Một bên là thiếu gia có tiếng dẫn theo một nhóm mỹ nữ vui vẻ cùng mình. Một bên là hai anh chàng sinh viên cảnh sát nghèo đến mức không mua nổi rượu. Quán bar đã khiến hai người cảm thấy lạc lõng vô cùng. Cuối cùng thì hai người chỉ biết tạt vào một quán rượu nhỏ ven đường để giải sầu. Hai người nhìn thông tin về những vụ án bắt cóc được chiếu trên TV, thì Ki Jun còn cảm thấy nghi ngờ về việc mình chọn làm cảnh sát. Khi hai người khoác vai nhau bước ra khỏi quán rượu, thì có một cô gái xinh đẹp trẻ trung đi lướt qua tầm mắt của cả hai. Nụ cười ngọt ngào và giọng nói ấm áp đã nhanh chóng thu hút được trái tim của hai chàng trai cô đơn. Nhìn bóng dáng mỹ nữ đang dần dần cách xa, thì Ki Jun biết đây chính là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu như cô ấy quay đầu lại thì họ sẽ xông lên ngay. Kết quả là ông trời không phụ người có lòng. Cô gái kia thật sự quay lại nhìn hai người, cả hai kích động đến mức không biết phải làm thế nào. Họ dùng cách quẩn tù xì để quyết định xem ai là người đi xin số điện thoại của người ta. Khi hai người còn đẩy tới đẩy lui, thì lại có một chiếc xe bánh mì đen dần dần lái đến gần cô. Hai người vừa mới quyết định thắng thua xong chuẩn bị lại xin số thì đã thấy cô bị vác lên xe. Vậy nên cả hai liền dốc hết sức đuổi theo. Nhưng dù hai người đã cố chạy đến mức nôn cả ra, thì hai cái chân cũng không chạy lại bốn cái bánh xe. Hee Jun nhớ lại những lời giảng viên từng nói. Thời gian then chốt để giải cứu một cô gái trưởng thành là trong vòng 7 tiếng sau khi mất tích. Trong 7 tiếng đồng hồ đó, có khả năng cao là nạn nhân sẽ bị hại. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế thì vẫn luôn có những sai sót. Hee Jun và Ki Jun vội chạy đến đồn cảnh sát báo án. Thì họ lại thấy một loạt xe cảnh sát đang chạy đi. Hai người còn gặp được cả đàn anh của mình ở đây. Đàn anh nói rằng cháu trai của một nhà khởi nghiệp có tiếng mất tích.
nên cục trưởng yêu cầu tất cả sở cảnh sát phải cử toàn bộ quân số đi tìm kiếm. Vậy nên giờ họ không có thời gian để quan tâm đến bắt cóc hay gì gì đấy. Hàng loạt chiếc xe cảnh sát chạy băng băng ra đường, chỉ có hai người đứng trước đồn cảnh sát không biết phải làm gì. Ki Jun nói rằng chỉ có hai biết chuyện cô gái kia bị bắt cóc. Nếu như hai người không đi tìm kiếm, vậy thì cô gái đó có thể sẽ mất mạng. Cả hai quyết định quay lại hiện trường tìm manh mối. Sau một hồi tìm kiếm thì Ki Jun đã phát hiện ra gói đồ mà cô gái kia làm rơi. Sau khi mở ra mới biết đây là một túi bánh gạo cay, đây là manh mối duy nhất mà hai người có được. Nên họ quyết định cầm túi bánh gạo này đi hỏi khắp các cửa hàng bán bánh gạo cay ở quanh khu vực đó. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, khi họ tìm đến quán bánh gạo của chị gái này thì đã tìm được manh mối. Bà chủ cũng nói cho hai người biết chuyện cô gái đó đang làm việc ở một quán lấy giấy tai. Mà quán lấy giấy tai này cũng giống như một động thiên thai. Ki Jun và Hee Jeon cứ đi tới đi lui trước cửa quán. Nếu như họ đi vào đây mà bị bắt thì sẽ bị đuổi học. Cuối cùng hai người vẫn quyết định thông qua cách quản tù xì. Hee Jeon thua nên phải vào quán lấy giấy tai tìm manh mối. Còn Ki Jun sẽ đứng ngoài canh chừng. Sau khi vào quán thì ông chủ đã sắp xếp cho cậu một cô nhân viên vừa nóng bỏng, vừa xinh đẹp đúng theo yêu cầu. Khi đối mặt với một cô nhân viên xinh đẹp, như thế thì Hee Jeon cũng có do dự 2 giây. Cuối cùng vẫn nằm xuống đôi chân nõn nà của cô nhân viên. Khi Ki Jun đang bị cảnh sát đuổi chạy sắp mặt thì Hee Jeon cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình khi vào đây. Cậu lập tức cho mình hai bạt tai thật vang. Người đẹp kia thấy vậy cũng hơi ngơ ngác. Qua những miêu tả của Hee Jeon thì cô nhân viên cũng đoán được người mà anh muốn tìm. Cô ấy tên là Jun Jun, năm nay mới là học sinh cấp 3, nhưng mà cô đã bỏ nhà đi từ lâu rồi. Hee Jeon thuận lợi lấy được địa chỉ của Jun Jun. Khi cậu vừa bước ra, nhìn thấy xe cảnh sát thì giật cả mình. Tình cờ lúc này Ki Jun vừa chạy ngang qua xe cảnh sát, nên cậu cũng đành phải chạy theo. May mà hai người phải tập luyện ở trường cảnh sát hàng ngày, nên chỉ mất chút thời gian là đã cắt đuôi được hai người cảnh sát kia. Ki Jun và Hee Jeon đến nơi mà Jun Jun sống. Người mở cửa là một chàng trai tóc vàng. Sau khi hắn nghe Ki Jun nói Jun Jun bị bắt cóc thì lập tức trèo cửa sổ chạy ra ngoài. Hai người chia nhau đi tìm tên tóc vàng. Khi Hee Jeon bước chân vào một bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì bị tóc vàng cầm dao đánh lén. Nhưng cậu là sinh viên trường cảnh sát nên đối phó với mấy chuyện này là chuyện nhỏ. Cậu chỉ cần dùng vài ba chiêu là tóc vàng đã bị hạ rồi. Sau khi thẩm vấn tóc vàng thì hai người biết được rằng Jun Jun đã bị hắn bán cho một băng nhóm xã hội đen ở phố đèn đỏ. Đám xã hội đen gài người ở phố đèn đỏ làm đủ thứ như buôn bán người, tiêu thụ nội tạng, giao dịch mai thúy và đủ loại hành vi phạm pháp khác. Đến cả cảnh sát cũng phải bó tay với chỗ này. Nhưng điều này lại nhen nhóm tinh thần nhiệt huyết thanh niên trong máu của hai chàng trai chưa trải sự đời này. Ki Jun và Hee Jeon lấy điện thoại và ví tiền của tóc vàng đi rồi trói chặt hắn lại. Cả hai quyết định đến tìm bạn cùng phòng của Jun Jun để hỏi thăm. Những cô gái này quen biết nhau ở nhà của thiếu niên. Do bố của Jun Jun đánh đập cô ấy suốt ngày, nên cô mới chọn cách bỏ nhà ra đi. Sau đó không còn đường nào nên mới vào làm ở quán lấy giấy tay kia. Khi hai cô gái khóc lóc cầu xin thì hai người đã hứa rằng họ nhất định sẽ cứu được Jun Jun. Hai người gom hết số tiền mình có cho hai cô rồi khuyên họ nên tìm đến chỗ khác để mưu sinh. Nếu không thì họ có thể sẽ gặp phải hoàn cảnh giống như Jun Jun. Sau đó hai người lại tiếp tục lên đường. Họ dựa vào địa chỉ ghi trên danh thiếp lấy được ở chỗ tóc vàng, tìm đến quán ăn nơi bọn xã hội đen tá túc. Trong quán chẳng có được mấy người khách, chỉ có một vài người đàn ông đang ngồi đó đánh bài. Ki Jun định sẽ tìm cho ra kẻ tên là Jae Hong mà tóc vàng từng nhắc đến. Anh lấy điện thoại của tóc vàng ra gọi điện thoại cho Jae Hong. Khi điện thoại của một người đàn ông bên kia vang lên thì Ki Jun lại vội tắt điện thoại đi. Nhưng không ngờ Jae Hong lại gọi ngược lại. Chuông điện thoại của tóc vàng vang lên. Jae Hong nghe xong, lập tức gọi đàn em đi đến trước mặt hai người. Họ chất vấn tại sao hai người lại cầm điện thoại của tóc vàng. Không những thế, bọn họ còn tát bốp bốp vào mặt cả hai. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhé. Cả hai lập tức đứng lên chơi khô máu với bọn chúng. Không lâu sau đó, cả hai đã dựa vào những gì mình học được trong trường cảnh sát để hạ hết đám xã hội đen này. Sau khi thẩm vấn Jae Hong thì cả hai đã biết được vị trí giam giữ Jun Jun. Hai người áp giải Jae Hong đến một căn phòng nhỏ tối tăm. Hee Jeon phụ trách tìm Jun Jun, còn Ki Jun sẽ trông chừng Jae Hong. Trong lúc tìm kiếm thì Hee Jeon đã nhặt được nhãn của một loại thuốc ở hành lang. Khi cậu bò sấp dưới đất định thăm dò tình hình bên trong phòng, thì đột nhiên có một cô gái cũng bò sấp xuống. Cô gái kia còn liên tục kêu cậu cứu mình. Khi giọng nói kia vang lên thì hàng loạt tiếng kêu cứu cũng vang vọng khắp hành lang. Hóa ra có rất nhiều cô gái bị bắt nhốt trong dãy phòng san sát nhau này. Mà những cô gái này hoặc là đang chuẩn bị hoặc là đã bị lấy noãn. Ki Jun phá một cánh cửa xông vào thì thấy một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, cả người nóng ran. Họ quyết định đưa cô gái này đến bệnh viện trước, sau đó mới gọi cảnh sát đến giải quyết. Khi cả hai vừa mới ra đến cổng thì đám người xã hội đen đã tập trung đầy đủ. Chỉ trong chốc lát mà cả hai đã bị bao vây. Hee Jeon bảo Ki Jun ôm cô gái kia đi trước, còn cậu thì chiến đấu cầm chân cho anh đi. Nhưng đám xã hội đen hung hãn đã nhanh chóng cướp được thanh gỗ. Hee Jeon bị đám xã hội đen đặt dưới chân rồi dẫm đạp loạn xạ trên người. Khi Ki Jun vội đến cứu bạn thì cũng bị bọn chúng tẩn cho một trận. Sau đó hai người đã bị đánh đến ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì cả hai đã bị treo lơ lửng trên trần nhà. Hee Jeon dùng một bãi nước bọt gọi Ki Jun dậy. Khi huấn luyện ở trường học thì năng lực giữ thăng bằng của Ki Jun vẫn luôn lợi hại. Anh co người lên rồi đặt hai bàn chân lên trần nhà. Tiếp đó, anh lại dùng sức giật đứt dây thừng rồi ngã xuống sàn một cái bịch.
Sau đó Ki-jun lại cứu Hee-jon xuống. Khi hai người thoát được khỏi dây chói thì liền chuẩn bị để chạy trốn. Nhưng khi vừa mở cửa thì đã đứng hình một đám xã hội đen nằm kín trước cửa phòng. Hai người cố gắng nín thở rồi cẩn thận bước đi từng bước. Khi hai người đã qua được nửa đường thì đồng hồ của Ki-jun lại đột nhiên vang lên. Jae-hong nghe tiếng nên lồm cồm bò dậy. Sau đó thì tất cả bọn chúng đều bị đánh thức. Một đám người bắt đầu rượt đuổi nhau như chạy marathon. Có lẽ là hai người ăn ở tốt nên được trời thương tình. Hai người chạy một lúc thì nhìn thấy một đồn cảnh sát. Ánh đèn nhấp nháy trên xe cảnh sát đã nhóm lên hy vọng cho cả hai. Khi đám côn đồ thấy hai người chạy đến đồn cảnh sát thì cũng rút quân. Bọn chúng quyết định quay về chuyển những cô gái kia đi. Hai người chạy vào đồn cảnh sát báo án. Nhưng cảnh sát trực ban lại yêu cầu hai người xuất trình giấy chứng minh. Nếu không thì anh ta không thể lập hồ sơ được. Nhưng ví tiền và áo quần của cả hai đã bị đám côn đồ kia lấy đi hết rồi, nên đâu có chứng minh thư ở đây. Nhưng cảnh sát trực ban lại kiên quyết phải tiến hành theo trình tự. Ki-jun thấy cảnh sát lại thờ ơ như thế nên tức giận quát vào mặt anh ta. Cảnh sát trực ban không nhiều lời, mà lấy ra một khẩu súng điện bắn cho hai người hôn mê. Sáng hôm sau, giáo sư Giang nhận được điện thoại của đồn cảnh sát xong, thì mới lái xe đến đây bảo lãnh hai người ra. Hee-jon đưa cho giáo sư xem nhãn thuốc mà mình đã nhặt được tối qua. Cậu còn nói cho ông biết chuyện liên quan đến hút noãn. Trên đường bọn họ di chuyển đến tòa nhà cũ kia. Giáo sư Giang nói rằng, ông từng bắt được một băng nhóm buôn bán noãn trái phép vào nhiều năm trước. Đó là lần đầu tiên ông được chứng kiến dây chuyền sản xuất của bọn chúng. Một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường thì mỗi tháng sẽ dụng một nang noãn. Nhưng nếu như họ bị thêm loại thuốc này vào, thì một tháng họ có thể dụng đến 20 nang. Lúc này, những kẻ buôn bán noãn sẽ giúp người cần thụ tinh nhân tạo, liên hệ với những người quyên tặng noãn. Và chúng sẽ thu của họ tiền phí phẫu thuật. Đám côn đồ mà Hee-jon và Ki-jun gặp hôm qua chuyên bắt cóc và giam giữ nữ học sinh cấp 3. Bọn chúng sẽ lấy noãn theo từng chu kỳ để tạo ra một công xưởng sản xuất noãn. Một nhóm người tìm đến dãy nhà cũ đã từng giam giữ các cô gái trẻ. Nhưng từ khi phát hiện ra cho đến bây giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ, những cô gái kia cũng bị đưa đi từ lâu rồi. Giáo sư Giang nhìn vào vết máu dưới đất rồi nói với hai người. Đây không phải là chuyện mà một đồn cảnh sát nho nhỏ có thể giải quyết được, ông có thể giúp họ liên lạc với đội tuần tra. Nhưng ít nhất thì họ cũng phải chờ 2 tuần. Nhưng những cô gái kia đâu chờ được lâu như thế. Nếu như không nhanh chóng cứu họ ra, thì e là những cô gái kia không chỉ bị lấy mỗi noãn thôi đâu. Hee-jon nói rằng cậu vẫn còn nhớ biển số và kiểu dáng xe của đám bắt cóc kia. Đó là một chiếc xe Starrex kiểu cũ màu xanh lục. Cậu muốn nhờ giáo sư Giang tìm giúp họ hướng đi và vị trí của chiếc xe. Nhưng khi họ nhìn thấy những cô gái còn nhỏ tuổi hơn mình bị giam giữ và bị ép lấy noãn, thì Ki-jun và Hee-jon không thể nào làm ngơ được. Cả hai quyết định sẽ tự mình đi cứu những cô gái tội nghiệp đấy. Giáo sư Giang thấy cả hai kiên quyết như vậy thì ông cũng giúp một tay. Ông gọi điện cho người bạn của mình, nhờ họ điều tra ra tung tích và thông tin của biển số xe. Giáo sư Giang cảnh cáo hai người, nếu họ còn dám hành động mạo hiểm như vậy, thì có khả năng họ sẽ bị trường đuổi học. Dù trong lòng cả hai đều không tình nguyện và không cam lòng, nhưng hai người cũng chỉ có thể mang thân thể đầy vết thương này quay lại trường học. Khi Hee-jon vừa mới tắm xong thì đột nhiên nhớ ra, bạn mình có ông bố làm cảnh sát đương chức. Cậu ta từng nói rằng giám đốc sở còn rất xem trọng bố cậu. Không những thế, cậu còn có người quen làm ở trung tâm điều hành giám sát ở Gangnam. Mà người quen này chính là vị huấn luyện viên ma quỷ của họ. Người này có biệt danh là Medusa. Ki-jun nói dối rằng bạn mình bị đụng xe ở Gangnam nhưng hung thủ đã chạy trốn. Sau khi báo án mới biết hắn đã cháo biển số xe. Thái độ của Ki-jun cực kỳ chân thành, nhờ cô giúp họ tìm ra chiếc xe kia. Sau khi huấn luyện viên suy nghĩ một lúc thì cũng quyết định giúp đỡ họ. Cô bảo Ki-jun cung cấp đầy đủ thông tin về biển số, kiểu dáng xe, thời gian phạm tội và vị trí cho mình. Medusa còn nói rằng cô sẽ giúp họ tìm bằng được chiếc xe đó bằng bất cứ giá nào, nhưng họ cũng phải đảm bảo là nhất định phải bắt cho bằng được tội phạm. Chỉ khi họ làm như thế thì mới tránh được nhiều người khác bị hại. Sau khi hứa hẹn với huấn luyện viên xong, thì tâm trạng của cả hai đều trở nên kích động. Hai người cũng tự hiểu là bản thân cần phải chuẩn bị kỹ càng. Trong lần hành động trước, bản thân Ki-jun và Hee-jon đều nhận ra rằng thể lực và tính nhẫn nại của họ đều không đủ tiêu chuẩn. Hai người bắt đầu luyện tập với cường độ cao, mỗi ngày đều tăng cường huấn luyện, giám sát lẫn nhau. Trông hai người cứ như vừa sống lại cuộc đời mới. Ở một diễn biến khác, hai người đàn ông đặt chân đến một căn hầm. Một tên trong đó chính là kẻ đã bắt cóc Jun Jung, tên Jae-hong. Dưới căn hầm này đang giam giữ mấy người cô gái trẻ. Hai người ngồi xổm trước mặt một cô gái, phần bụng của cô gái đó đã bắt đầu thối rữa. Jae-hong nói với người đàn ông bên cạnh rằng cô gái này đã hết tác dụng, nhưng người đàn ông kia chỉ thở ra một hơi. Không lấy được noãn nữa thì mang đi lấy cơ quan khác đi. Nơi bọn chúng làm phẫu thuật vừa kém vệ sinh, lại không được chăm sóc kỹ càng, nên hầu như các cô gái đều bị nhiễm trùng vết thương. Với những cô gái như thế thì bọn chúng lại đưa đi lấy cơ quan khác, sau đó bán đi để kiếm thêm một mớ tiền nữa. Không chỉ có thế, bọn chúng muốn noãn bán được giá cao hơn, nên mục tiêu của chúng là nhắm vào những cô gái xinh đẹp. Chúng còn ngụy tạo những bằng cấp chứng tỏ cô gái có học lực cao. Đến lúc đó, bác sĩ chỉ cần bịa ra vài câu nói dối với những người cần noãn để thụ tinh nhân tạo, vậy thì giá trị của noãn sẽ cao hơn gấp mấy lần. Không lâu sau đó, Medusa đã gọi điện thoại đến. Cô đã điều tra ra được hướng đi của chiếc xe đó. Không những thế, cô còn có một thông tin quan trọng hơn. Một chiếc xe hơi màu đen có dán bảng phòng khám hiếm muộn hát luôn đi theo chiếc xe cháo biển này. Sau khi Hee-jon và Ki-jun điều tra trên mạng một hồi,
thì cả hai đã tìm thấy thông tin liên quan đến phòng khám đó. Băng đảng này vẫn luôn âm thầm hợp tác với bệnh viện để bán noãn. Thông tin hiển thị rằng phòng khám hiếm muộn này sẽ nghỉ vào chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4. Hee-jeon đoán chắc rằng bọn họ sẽ tiến hành hút noãn trong 2 ngày này, mà ngày chủ nhật của tuần thứ 2 chính là ngày kia. Thời gian vô cùng cấp bách, ngày chủ nhật của tuần thứ 2 cũng đến thật nhanh, cả hai lại xin nghỉ phép rồi cùng nhau bước ra khỏi trường. Biểu cảm của hai người trên xe buýt trông nghiêm trọng vô cùng. Mà ở một diễn biến khác, một người đàn ông dẫn quân đến dưới tầng hầm, anh ta ra lệnh cho đàn em đưa những cô gái này đi. Những cô gái sợ hãi la hét vùng vẫy, nhưng những cô gái chân yếu tay mềm này chẳng thể chống cự nổi. Cuối cùng họ đành mở to mắt nhìn mình bị đẩy lên một chiếc xe bánh mì. Hai chàng sinh viên cảnh sát và những cô gái này đều lên đường đến phòng khám hiếm muộn. Khi đang canh chừng trước cổng thì Hee-jeon lại nhìn thấy chiếc xe bị cháo biển số kia. Nó đang từ từ chạy xuống bãi đỗ xe. Hai người cùng nhau đến nhà vệ sinh để chuẩn bị sẵn đồ nghề. Sau khi chuẩn bị xong thì cầm lấy vũ khí di chuyển xuống bãi đỗ xe, chạm mặt đám côn đồ chuyên bắt cóc kia. Hai bên cũng chẳng nhiều lời mà lao vào nhau tần một trận. Nhưng khi bọn họ đang đánh nhau đến mức máu nóng bừng bừng, thì các cô gái đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Bên trong phòng phẫu thuật, một người đàn ông trung niên đang cầm một cái ống dài. Ông ta chuẩn bị hút lấy noãn của cô gái nằm trên giường. Lúc này Hee-jeon và Ki-jun đã giải quyết xong đám côn đồ ở bãi đỗ xe. Thân thể của hai người đều bị thương, đến cả khẩu súng điện trong tay Ki-jun cũng bị hỏng mất. Cả hai cùng nhau đi thang máy đến phòng phẫu thuật nằm ở tầng 8. Khi cửa thang máy vừa mở ra, thì một người đàn ông hung hãn đã đứng canh sẵn ở cửa. Hắn ta lập tức lao đến cho Ki-jun một đấm rồi ném anh sang một bên. Hee-jeon đứng trong thang máy muốn đánh lén hắn ta, nhưng cậu cũng bị hắn đánh lại cho một trận. Cho dù hắn ta có mạnh mẽ đến mấy, ra đòn hung hãn đến mấy, thì màn phối hợp ăn ý giữa Hee-jeon và Ki-jun vẫn dần dần chiếm lấy thế thượng phong. Cuối cùng Ki-jun ôm hắn ta đâm thẳng vào cửa kính khiến hắn bất tỉnh. Hee-jeon lấy còng tay ra còng hắn lại. Dù bây giờ trên người họ đầy vết thương, sức lực cũng hao mòn hết, nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình. Cả hai hùng hổ lao thẳng đến phòng phẫu thuật, hai người đẩy cửa yêu cầu dừng việc phẫu thuật. Bác sĩ thấy cảnh này cũng chỉ biết ngơ ngác, nhưng Hee-jeon lại cho ngay một bạt tai khiến ông ta nằm luôn dưới đất. Sau khi hai người biết được cô gái nằm trên bàn phẫu thuật không có chuyện gì, khi họ cõng cô gái về phòng bệnh và nhìn thấy hàng loạt cô gái khác đang nằm ở đây, Ki-jun đã nói với Hee-jeon rằng họ cần phải thông báo cho giáo sư Giang. Nếu làm như thế thì có thể hai người sẽ bị đuổi khỏi trường cảnh sát mất. Nhưng bây giờ hai người không còn sự lựa chọn nào khác. Không lâu sau đó, một loạt xe cảnh sát đã lái đến nơi và bao vây bệnh viện vô lương tâm này. Khi giáo sư Giang chạm mặt Hee-jeon và Ki-jun trên hành lang, ông đã hỏi hai người rằng, dù cho họ có bị đuổi học thì cũng không hối hận đúng không? Đáp án của họ đương nhiên là không, cả hai đều cho rằng họ chỉ làm chuyện mà bản thân nên làm. Nhưng họ vẫn muốn được ở lại trường. Có lẽ hai người đã từng cảm thấy mơ hồ về chuyện tại sao bản thân phải làm cảnh sát. Nhưng giờ đây họ đã thật sự mong muốn mình được trở thành cảnh sát. Dường như giáo sư Giang cũng bị cảm động bởi lời thổ lộ của cả hai. Cả ba cùng bước vào phòng họp. Bên trong phòng họp lúc này có mặt đầy đủ các vị chủ quản của trường học. Họ đang thảo luận nên xử phạt hay khen thưởng cho hành động của Hee-jeon và Ki-jun. Một bên thì cho rằng hai người đã phạm lỗi và nên bị đuổi khỏi trường, mà bên còn lại thì cho rằng hai người đã cứu hơn 20 cô gái trẻ tuổi bị bắt cóc trong chuyện này, lẽ ra họ phải được khen thưởng mới đúng. Khi hai bên đang tranh cãi đến nỗi sắp cầm súng bắn nhau, thì giáo sư Giang lại đưa ra ý kiến của mình. Ông cho rằng họ đảm nhiệm vai trò là trường học, thì họ phải dạy cho học sinh biết cách tránh khỏi nguy hiểm, dạy học cách để trở thành một người cảnh sát. Nhưng nếu như học sinh của họ chỉ biết lo cho bản thân, thấy người gặp nguy mà không cứu, ông cho rằng những học sinh như thế mới đáng bị đuổi. Tiếp đó, ông lại nói rằng mình rất ngưỡng mộ Hee-jeon và Ki-jun, bởi vì năm xưa họ cũng từng là những thanh niên nhiệt huyết như hai người. Họ cũng từng bất chấp cả bản thân để bắt lấy người xấu. Tuy Hee-jeon và Ki-jun vẫn còn rất trẻ, nhưng họ không hề ích kỷ hay là mưu lợi cho bản thân. Ngược lại họ còn ra tay làm việc nghĩa, vì muốn giải cứu những cô gái xa lạ mà hai người đã đi khắp nơi để tìm sự giúp đỡ. Họ không hề quên những lời dạy mình được học trong trường. Trong những cảnh quay cuối cùng, giáo sư Giang thông báo cho Hee-jeon và Ki-jun biết trường học quyết định để họ bảo lưu một năm. Vì học chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, nên đây cũng chẳng xem là hình phạt quá nặng nề. Ngoài ra, cả hai còn phải làm lao động công ích đủ 500 giờ. Cuối cùng, giáo sư Giang đã dùng lễ nghi trang trọng để chào tạm biệt họ. Nhìn bóng lưng giáo sư Giang đang dần đi xa, cả Hee-jeon và Ki-jun đều nở nụ cười. Trong lòng họ càng thêm kiên định rằng bản thân phải trở thành một cảnh sát ưu tú. Midnight Runners là một bộ phim song nam chủ, mang đề tài thanh niên nhiệt huyết. Là một bộ phim điều tra dựa trên hai nhân vật chính là sinh viên đại học cảnh sát mới qua tuổi 20. Trong bộ phim Midnight Runners có đề cập đến, khi người bình thường bị bắt cóc thì cảnh sát phải chờ cả tuần mới thụ án. Vậy mà khi cháu của người có tiền gặp nạn thì cả đội điều tra phải ra quân. Trong 7 tiếng đồng hồ then chốt có liên quan đến mạng người, mà từ giáo sư trưởng cảnh sát cho đến một cảnh sát trực ban cũng không xem ra gì. Trách nhiệm giải cứu thế giới trong bộ phim này đặt hết trên vai hai chàng sinh viên trường cảnh sát. Thân là những cảnh sát sinh ra vì an ninh trật tự và sự an toàn của người dân, nhưng lại quá chú tâm đến những trình tự. Đối với sinh mạng con người cũng phân chia ra nhiều tầng lớp. Đây không phải là giữ đúng cương vị, mà chính là một kiểu thay đổi của xã hội đối với con người. Điều này đang dần ăn mòn nhận thức của con người về sinh mạng. Đây là lời chào phúng mỉa mai nhất đối với quan liêu và chế độ cảnh sát. Nhiệt huyết của thanh niên trái ngược hoàn toàn lại làm bật lên.
Chủ thể quan liêu đại diện cho những người trung niên giả dối và ham hư danh. Chúng tôi chỉ mong mỗi người đều có thể tận chức với cái ghế mình đang ngồi. Sau khi xem xong bộ phim này thì bạn có suy nghĩ gì không? Tôi là Review Phim, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.